Hồi nãy ông tắm chưa? Tắm rồi phải không? Thôi cứ chôn đi. Cá vàng còn nhiều lắm á, nổi đầu kìa. Giờ anh Hai với Phú Phước ăn sáng chuẩn bị đi nè quý vị ơi. Giờ là 3 giờ rưỡi rồi. Anh gắn chung hả? Ừ. Cái này là đi ăn mà. Chị làm dán chung rồi đó. Gặp phải không hành đâu, chị làm dán chung rồi. Muốn mà bệnh, ấy không muốn mà bệnh cúng. Cúng cả đi không Phước ơi. Đi qua cúng cái anh Hai. Cúng cái đây là mình đi nè. Không bắt máy luôn à, thằng này chào sao vậy trời. Cúng được rồi, khỏi thắp nhang cũng được không Phước? Giá rồi rồi. Nào bữa nay con đi núi đó, ông cho con đi tới nơi về tới chốn. Về cho con hết bệnh. Vô lại anh mới. Ba lại được rồi. Tới bàn giữa. Cho con đi hết bệnh nha. Rồi tới bên kia. Giá trong miệng á, cho con đi về hết bệnh nha. Rồi được rồi, quá hay. Thank you.
giờ nón mở hiểm đâu không đổi vô lấy nón trong mướt kìa bà Năm u tính bơi. Đâu bà nói nón ở đâu mà nè nè với bà nội. Có ở đâu vậy?
luôn rồi anh Tuấn. Anh Hai cười hoài nha anh Hai. Đi coi sao mà yếu xìu vậy? Mệt ha? Có mệt không? Anh Chí làm quá căng, giống như sao đại ca, hôm nay đi vui không đại ca? Vui. Ồ. Hai Mước đi ung dung không quý vị? Nhìn Hai Mước đi ung dung không? Đẹp đẹp đẹp. Chị Năm bỏ chị Năm xa dữ vậy? Sợ luôn. Đi bỏ mẹ. Toilet không rồi, ăn toilet đi. Phước. Có đi toilet không? Mà bỏ vỏ đi, đi toilet đi. Anh Hai có đi tiểu không kìa? Theo Phước tiểu kìa. Không hả? Bước ra đây chuẩn bị á. Để đồ chính giữa ngồi ghế. Lên 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 tiếng Anh vô tiếng Anh. Vô vô lẹ lẹ anh Mức. Vô vô Phước Phước vô Phước. Nhanh. Vô Phước vô Phước vô Phước vô Phước vô Phước. 8 mới đúng. Một to với 8 người. Ô. Ngồi chơi đâu ngồi không. Nào giờ anh Hai có đi này chưa anh Hai? Dạ. Nào giờ có đi này chưa? Không. Mới đi lần đầu luôn hả? Đó bắt đầu bay nè. Nó. Đã không? Đã không? Đã. Giờ mình đi mình đầu tư kế hoạch gió nha mọi người ơi. Cầm ai cũng nhìn chứ anh. Đây xin kính giới thiệu với bạn là nó tên Chí Gâu nhưng mà sửa lại Chí Mát. Nó đi nó cầm theo cái quạt giống như là ông Địa vậy đó quý vị. Chị Năm lần đầu tiên đi cáp. Mày lấy cái máy mày hạ hạ có quay đâu trên mây gì không nội. Ở sao mình cảnh như cảnh ghép không anh em? Nhìn cái máy nè, thấy không? Như cảnh ghép vậy. Im. Đây là hot boy Hữu Phước. Chào ngay, chào ngay. Hello. Kìa nhìn dưới đã lắm mọi người quá. Đang nhìn xuống nhìn đó. Mà Năm mới sợ độ cao. Nay cho anh Hai đi cáp, anh Hai biết luôn rồi đó, biết cáp luôn rồi đó. Thì là mình đi cáp nó lẹ hơn đi xe hay sao? Không phải lẹ hơn nhưng mà giống như nó không có lò ngòn á. Bên kia xe không đa từ người lên gần như mướt đồ nó mệt lắm. Nó mệt lắm. Nhưng mướt mà không biết ý. Đi lên trên đó rồi ổng lựng bựng rồi đây ổng đi mất tiêu nữa. Đấy là mình lên đi xe 50. Đi xe 50 rồi cái này thì 90. 90. Xài quá cháy. Có nhà ở dưới kìa. Đúng là đi với Chí này giống như con nít vậy. Ok, quay cái mắt nó đứng vậy mới quay được. Quay cảnh luôn. Rồi mày mắc mớ gì kìa, sau lưng mày kìa, nó em quay lại. Sau lưng nè. Nhìn cái nhìn tổng quan. Cái đó cái đào.
con bánh nó bò thôi. Để đầu năm tới chị Năm chuẩn bị hai cái lỗ tai nghe mấy ông chửi. Lên núi là chị Năm bị chửi nữa nè. Đi chùa bị chửi, đi núi bị chửi. Số chị Năm còn khổ dài dài. Sao của con á, ông sư đi tới đâu là có người chửi tới. Mày ngồi với người ta quay cho nó đẹp đẹp cái coi. Mày đứng cái cản trở giao thông hết trơn à. Rồi bà đọc đi. Giờ bé tạo nha. Chanh thua buồn lắm chị Hằng ơi. Chẳng tới em đây quá chán rồi. Chán mà vừa dám chán. Cạn chén quỳnh đợi bạn với em. Chị em chị tìm mà chưa đặng gặp. Chỉ gặp con đường đóng dưới cây. Còn không anh Năm? À, trời. Vậy bây giờ con xin phép bà con đăng lên con ghép thêm bài càng tây cho nó vui. Thằng bà ra bà tìm chi ăn. Ở nhà ông mong ông cọp bà phụ chơi cho mấy đứa rồi mà chưa chi ăn. Vô hồ nước rồi quý vị ơi. Tới chưa? Tới chưa ông Tòng? Gần tới. Nửa đường rồi đó. Tới hồ nước rồi nửa đường đó. Cái chạc cái nhà chở là tới đó. Ý cái đó người ta đi xuống phải không? Ừ. Người ta đi xuống. Bên đó ta xuống mình đi lên. Hay quá ha. Đi làm tiền nhà nước xài gì hết. Kẻ đi lên đi xuống rồi đó. Cái ông nó đi theo mình nó phải. Nhớ hoài vậy. Nhớ rồi đó. Ai có dặn thì về cù lao cảnh. Người nào chưa dặn thì ở lại trần gian. Có tượng Phật. Có căn có kiếp ắt sẽ ra. Ôi, trời ơi gác gì mà chịu không nổi. Đâu mà chơi giúp chứ. Cậu hai đã nói là cô ba nó đi thắng trận mà cô Năm đi về. Trời trời trời. Tôi giờ tôi phải nói ra đi còn mặt quyền. Khó chịu người kia chứ. Ai khó chịu khó cho anh hai tỉnh bơ. Tỉnh như Samsung. Nói là chuyến này đi á, bốn người là thắng trận. Trời ơi, cái gì mà gáp hoài mà khó chịu quá vậy? Tôi quay cái mặt mà cho bạn cái tivi luôn. Nguyên cái đòn này á, cái mặt á để lên á, cái bài sao bói vậy? Bà chiến trà còn biết gì vậy sao? Mắt có mũi vẽ vòng nữa. Xin giới thiệu với bạn là cái Ben mặt bành. Có này, cái band này là chỉ có ông thầy là không có mặt bành thôi. Ông thầy là mặt hổm mỗi giờ. Còn nhiêu là mặt bành đi còn còn nhiêu là mặt chén cái mặt mặt bàn nè. Rồi mặt mâm nè, mặt dĩa, mặt xịa nè. Đẹp có ly quỳ chung mất cừ. Để gửi video. Chưa bà Năm quá nói gì ta. Đùa diễn mưa gì đây.
Đây là mình tới cái tượng Phật lớn nhất của Đông Nam Á. Bà Năm sáng đi quên đem mấy nón kết cho ổng nè. Nón kết kiếm đi nè, đi nè, người ta điện rồi nè. Qua liền hai ơi, qua liền, qua liền. Bác cùng giúp cháu hành quân. Bà cố đã đi trước. À, có nè. Quá đẹp luôn. Đi sơm sơm đi quý vị ơi. Đi săn săn đi. Ơi, cái quá đẹp luôn. Đi cá luôn kìa. Đi sơm sơm, đi sơm sơm, đi sơm sơm đi Phú Quốc ơi. Okay. Mày hại nhiêu đủ chưa? Trời ơi, đây đây. Trai Út đang dìu bà Năm đang hưởng nhà tài nữa quý vị, tốt lành gì đâu. Đi thì đi nè. Đây đây đây. Chú sót mua rồi Thảo xin luôn anh chị. Đi cô với cậu. Để cho người già tạo đi cậu ơi. Một thức ăn 10.000 tao cá chép. Đây là trưởng đoàn nè quý vị ơi. Ông qua. Có anh quay phim không thấy hình nè. Nổi không? Không nổi lên đi xe. Cãi đó cãi đi. Đâu? Cái anh ở bên quán. Sao nãy tôi nói ông mà không chịu kêu? Chưa có kịp. Trời Phật kịp ơi, thì đã nói cần một người chở rồi mà còn đỡ nữa ba. Kệ 100.000 mấy cái điểm đó cũng được rồi. Ừ, nguyên ngày nay rồi còn gì nữa. Có ông ba không có số. 10.000. Lấy số điện thoại em.
coi. Thôi anh này không nãy. 0905. Cặp 51 của bà Năm nè quý vị. Nè dâu của xứ người đẹp Bình Dương nè quý vị ơi. Chị đừng có đi trên lá luôn. Chị đừng có đi trên lá. Ý nó không bán luôn. Đi ra làm mấy bà kia gặp nhau. Chị nói sao chị? Không phải đâu. Bựng rồi nè. Bận rồi. Bận rồi. Vô đây nè anh hai. Tất mỗi người cây hương. Mỗi người cây hương. Đấy nhan nhỏ á. Mới đủ một người cây. Mới nhan nhỏ không có hả? Nè thấy đi. Vô cúng cả. Rồi. Quan hỷ không ơi, từ không ơi, quan hỷ. Chính dĩa đó. Quan hỷ đại sự đi. Được rồi, chúc được rồi. Ngày lễ lớn thì về mừng, về cái điện cái chuyện gì thì mừng vậy được rồi. Thôi vui vẻ quan hỷ đi. Thủ hai tay đây nè. Thôi quan hỷ. Nam mô. Chồng sát nha. Còn các bạn liên quan nữa. Nước rồi. Đây là cái gì rồi? Vừa nha. Để nói đi. Có ai nhức mỏi gì đó bệnh hoạn gì đó. Các phần căn linh tụ hổ về
mừng điện của chư vị Nam Ông thì nhờ các điển quan của các bạn Linh Căn về đây để vui vẻ để mừng chư vị cung thỉnh cung thỉnh. Có gì vậy anh? Hùng Phước vô luôn. Hùng Phước ơi, mấy cậu nam Hùng Phước con của Quốc Sáp Tướng Anh vô luôn. Tướng Anh ơi, gia đình nhà ông Nguyễn thì ông cho ông ở đó được rồi, mời hết tất cả ai có liên căn có phần căn về đây đủ hữu sự gì muốn cái chi thì có thành đây tiến độ cho. Sao mà không được em già đầy con đến đây con xin ông giúp đỡ cho con. Chỗ cô trong chi của nhà họ Trần họ Phan. Họ Phan. Dạ. Còn nhà họ Trần đâu? Dạ. Còn cậu Nam hỏi gì? Dạ không. Nguyễn hết. Rồi cái trong chi tộc họ của nhà họ Nguyễn đâu? Ông dạ. Thứ hai có đi không? Dạ có. Ông chú kêu ông không đi. Ông đọc trưởng không có đi rồi. Ông mà con xin thay mặt ông là mẹ thay mặt cái này đó. Dạ. Là nhỏ họ Nguyễn. Dạ. Là gánh của họ Nguyễn. Dạ. Thì nhờ cái người đọc trưởng á. Ở đây á thành mới xin. Dạ con xin ông. Nhà còn học trưởng nhà họ Phan không có được đi. Là tông chi của nhà họ Phan nó đi với. Họ Phan với họ Nguyễn, dạ. Nó không có được gần vậy. Họ Phan là họ Phan, dạ. Họ Nguyễn thì là họ Nguyễn. Còn họ Nguyễn mà nói với họ Phan, thần cái này ổng. Vì trong khi tập họ của nhà họ Nguyễn á, nó lớn chứ không phải là nhỏ. Dạ. Vì phải có một người là tộc trưởng đứng ra để mà nhận rảnh. Dạ con xin thay mặt cho ông giúp đỡ. Thôi nói vậy. Dạ. Thần nói. Con vô phước. Là thần nói. Ừ. Chứ thần cũng biết. Dạ. Về cái gánh họ của tông chi nhỏ Nguyễn rồi. Dạ. Nó hơi khó. Ở đây á, thần sinh giảm chế cho bớt từ từ thì được. Còn kêu á, mà thần sinh á, mà dứt gốc á, là phải có gốc mới dứt. Còn không có gốc á, bây giờ đó nói về đó, dương gian âm phủ đồng nhất lý. Bên âm cũng vậy, bên dương cũng vậy. Cõi thiên cũng vậy, mà cõi địa cũng vậy. Thiên là trời, địa đất cũng vậy đó. Phải tương đồng với nhau thì thần mới tiếp độ được. Còn bây giờ đó, nó không có tương đồng. Bây giờ thần độ là độ được cái ngọn, còn cái gốc là thần nói là độ không có được. Cũng như ông nói cho con xin. Còn á, nhà họ Phan á, tổ cô lãnh cô của nhà họ Phan, dạ. Chỉ đứng ở ngoài lề chứ không nằm ở trong cái nhà họ Nguyễn này được. Vì họ Phan cũng có cái gốc là thầy, nhưng mà không bằng ở bên nhà họ Nguyễn. Căn gốc của nhà họ Phan làm thầy dù cho cỡ nào đi nữa cũng không có xin được. Bây giờ nhà họ Nguyễn mà có một vị lên căn mượn cái xác nó về đó mà độ đó thì cũng chưa được. Bởi vì người ta độ từ gốc tới ngọn chứ không ai mà độ từ ngọn tới gốc. Mà bây giờ không có gốc
hỏi nước á từ ở trên nguồn chảy xuống chứ đâu phải mà từ ở dưới đất mà nó chảy lên nguồn, thì từ sông ra biển chứ biển đâu có trở luôn sông, có phải vậy không? Từ sông mới đi ra biển, ngồi ra kinh ra sông, sông ra biển, rồi biển nằm đó mới là chia đi bốn hướng, kêu là bốn biển năm sông, có đúng vậy hả? Còn kêu á mà trận lại á để cho cái ngọn với cái ngòi với cái rạch với cái kinh thì khó mà đổ. Thì bây giờ chỉ độ là thần độ, mà phải nhớ niệm Phật A Di Đà, nghe thần dạy cũng như phần các chị chính phương trời mười phương chư Phật tả mạng thần ngũ mạng quan thần hoàng bổn cảnh đất nước thần linh đất đai dương trạch tiếp độ cho gia đình như thế nào đó, rồi sau mới giái tông tiên gánh họ nhà họ Nguyễn, đó là do nơi nhà họ Nguyễn đứng ra cầu. Ở đây là thần chỉ á, tông kỳ của nhà họ Nguyễn phải đứng ra một người để mà nhận lãnh, mà con xin nói ông ba rồi cầu nguyện như thế nào đó thì mới được, từ từ mới giảm chế. Chứ từ lúc mà cái cốt xác này đi lên trên trên Nam rồi đó, cốt xác này thấy mà không có dám nói, tại vì không có gắn đến họ tông kỳ của người độc tượng, cho nên thần cốt không có dám nói. Còn thần đây nói thẳng nếu nghe thì gia đạo mới được bình an. Bây giờ có muốn cho gia đạo được bình an hay không? Đương nhiên là muốn rồi. À, chứ bây giờ hiện giờ trong gia đạo không có bình an cũng vì lý do xuyên tạc ở đâu, ở đâu? Rồi không thuận ở đâu, ở đâu? Bên đây thì không thuận bên kia, bên kia thì không thuận bên nọ, cho nên nó không được bình an. Thì bây giờ đó thần đổ cho một phần từ từ, nhưng mà thường đêm phải dây kêu ông tộc trưởng tông chi của nhà họ Nguyễn cầu xin ăn trên thì thần mới tiếp độ được, nghe nào. Chứ thần chỉ là một vị thần thôi, dù ông Phật cũng vậy cũng không có độ được, hà tất gì là thần, chỉ có người tông chi tộc họ mới là độ được. Mình tự độ Phật mới độ, mình tự độ thần đây mới độ được, hiểu chưa? Nói cho tướng gì biết, tướng gì, tướng nhất, tướng nhì, tam tứ ngũ là ngũ vị tướng nằm trong ngũ hành. Ngũ hành này đây đó là của ông Cốc từ đời xưa để lại, cho nên chưa biết thân phận của mình, tên gì họ gì cũng chưa biết, chỉ biết tướng mà thôi, chưa dám độ được gì hết thôi.
Cai quan điểm nhãn nè, sáng suốt minh mẫn nè. Có tâm, có trí, có huệ. Khai khẩu nè, cho biết tên, biết họ. Chứ ở đây thần biết cái tên, biết họ của tướng gì hết nè. Để quay qua đây rồi, thần đặt cho cái tên để mà cứu độ chúng sanh bá tánh, có chịu không? Cốt xác có chịu không? Không trả lời. Dạ được. Cắt lử lấy quyết làm phù, mà biết cái đó là cái gì hay không? Hỏi cốt xác. Cắt lử lấy quyết làm phù để làm gì? Độ. Hả? Độ sát. Độ ai? Độ sát. Độ sát. Độ sát. Độ sát. Độ sát hả? Độ cho sát. Còn chúng sanh bá tánh rồi vạn dân muôn loài. Nghe không? Nè, nghe thằng kỹ. Cắt lử lấy quyết cho phù là quyết của sát thần đây, nghe chưa? Lót đường cứu độ chúng sanh, hiểu chưa? Lấy quyết nghe không? Cứu độ chúng sanh chứ không phải cứu sát. Cứu sát rồi chúng sanh bỏ cho ai, nghe không? Còn nhà Hoa Phan nè, công ty ủa sao bà không vô đây quỳ luôn? Trong nhà ai? Có cô quỳ trước phước á, lãnh cô ha, nhà Hoa Phan tâm trí còn mù mờ. Chị đi trước sao mà chị ngược chưa? Bỏ quyết nhục thường đêm nhớ bài nguyện của phần sát kỹ không? Nhớ ha, như thế nào đọc lại coi. Nam mô sao của quyền thất tổ, của quyền trong họ, của quyền tôn chi nội ngoại thiên tề chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lãnh dữ, thích thiện tùng thiện, thích ác thì tùng ác, nghe chưa? Quỳ lên. Đâu cười ở đâu rồi? Đây nè, cười đó đây nè. Cười đó đây nè. Đâu đi cười. Cười con bao nhiêu tuổi? Dạ con 29 rồi. 41 ấy, 40 á mà. Phần cốt dạy nói bao nhiêu mới đó? À 4 40. Ồ. Nè, nóng không? À, không. Nóng không? Không. Nóng không? Nóng không? Nóng không? Nè, nè, nè. Nào. Giật em, giật em. Giật ba, quý một đàn con giang mà. Nè. Nè. Bình tĩnh không? Bây giờ đó thằng lui không còn gì nữa. Dạ mô có lộ xong còn chào hết các vị tử tử thôi.
Chắc hỏi ông chuyện này là ông đi rồi. Xuống gì đó. Dạ. Của trong kia nhỏ. Ông Nguyễn. Dạ. 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 Nghe lời của thằng đây. Có đúng thì nghe theo. Có điều không đúng thì không nghe. Nghe. Ông ơi. Dạ. Con muốn thưa với ông một chuyện. Con đi núi mà cái chân con yếu quá. Như vậy là muốn cho nó hai cái chân nó cứng. Dạ. Để lậu núi. Dạ. Kèo non. Dạ. Ông giúp cho con chân thành đỏ tạm. Cậu nay nhiêu tuổi rồi? 60 chiều tròn. Hả? 60. 60 chiều tròn. 60 tuổi. Lục thập niên. Lục thập niên. Dạ. Hỏi gì? Ô Quỳnh. Quỳnh Quang Hồng. Yeah.